dừng cho dừng dừng chúng rồi 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 không có chảy chiếu gì luôn hả? Sao sao không có chiếu gì hết trơn, lạnh muốn chết sao? Dạ, Thanh Liêm cùng với huyện An Giang mến chào quý ông bà cô chú anh chị em với mạnh thường quân thân mến ha. Thì hôm nay hai em đi lang thang ở trên một tuyến đường đó thì phát hiện một cái nhà mồ này quý vị có rất là nhiều vật dụng và ở đây có nuôi hai con chó này quý vị đó. Bây giờ anh em đi vô thì phát hiện ở đây có một người đàn ông đang sinh sống tại đây quý vị. Đây là một cái ngôi một cái nhà mồ đó. Thầy Vũ Nguyễn dạy sẽ thì giờ để chia sẻ cho quý ông bà cô chú xem ha. Chào anh nha. Chào anh. Anh ở đây hả? Dạ. Rồi, ngồi cho em để đi. Rồi, mình ở đây lâu chưa? Dạ, cũng 8 năm rồi. 8 năm rồi, trời ơi. Dạ. Mình ở đây, mình thấy cái phía sau còn mộ không vậy? Sao nó ở hay vậy? Dạ, không có nhà cửa thì gắng, cố gắng ở chứ biết sao giờ. Trời ơi. Còn nhà cửa gốc gác anh đó vợ đâu? Dạ, trong Định Mỹ chứ. Định Mỹ hả? Anh cho vợ anh ở đây là 8 năm. Dạ. Trời ơi, có vợ con gì không? Dạ, không. Không hả? Dạ. Cha mẹ đông anh em không? Bốn anh em mà ba chị gái tắc lạc hết rồi. Rồi anh ở đây vậy là như là ở 8 năm rồi, chắc có lẽ là chủ ở đây á. Dạ. Chắc cũng biết rồi ha. Dạ, biết rồi. Rồi cũng cho anh ở hay sao? Dạ cho. Rồi công việc của anh hàng ngày làm gì? Ai mướn gì làm nấy. Làm công việc tự do. Dạ. Mà lúc trước mình ở đâu làm đâu không? Chia sẻ tí anh. Rồi lúc trước đi lô tô. Theo đoạn lô tô sống qua ngày. Theo đoạn lô tô bây giờ hiện tại giờ không còn đi hay sao? Dạ nghỉ rồi. Kiếm chỗ nào mát mát đi anh, chia sẻ tí ha. Ngồi chỗ nào đi. Ngồi xuống đi anh, ngồi đây đi. Ở đây thấy anh cũng vệ sinh, nói chung là cũng sạch tốt ha. Anh cũng quét lau chỗ này, nói chung là cũng chủ ngôi mộ nơi này đó. Chắc có lẽ là thấy anh khó khăn để cho anh ở, điều đó thì cũng để cho anh vệ sinh nơi này luôn, điều đó cũng được ha. Mỗi khi anh cơm nước là anh nấu cái bếp ga này đó hả? Dạ. Hiện tại anh ở đây là như là sao vậy, không tìm công việc gì làm mà? Dạ, em không có giấy chứng minh. Ủa sao không chứng minh mà sao? Hồi đó, cái thời đó con ba em cũng biết sao đó, rồi thôi mà em ra rồi cho tứ hướng hết trơn. Rồi cho mấy chị, rồi cho em ở ngoài này. Dạ, rồi hát lại đây để nó chán. Gì đó. Máy này gần ra liền cho nó thúc tiếng vô nó. Rồi vậy anh ở đây cũng như là được chủ đất cho. Dạ. Rồi bà con nơi này đó thì như là tạo điều kiện cho anh như là công việc cũng như là làm cái này làm kia nhờ anh. Dạ. Tại sao mà anh cũng như là không bán số mà? Dạ không có vốn anh ơi. Ủa không vốn hả? Dạ. Như làm con cũng muốn làm rồi mà sao anh? Cũng muốn đi có ông đó ông kêu đi mà em không có giấy chứng minh rồi đi xa làm không có được. Dạ. Không có giấy tờ khó lắm bây giờ khó khăn. Rồi năm nay anh nhiêu tuổi rồi? 43 rồi. Anh tên gì là? Có. Anh có 43 tuổi. Đó giờ là ở vậy không có gia đình ha? Dạ. Có mối tình nào chưa đó giờ? Ở dưới bóng. Cái gì? Ở dưới bóng. Có từ cái vùng đó từ đó như là ở bạn gì đi ở với nha. Bạn ở giới tính thứ ba. Dạ. Nha. Đó giờ anh cũng sống mối tình giới tính thứ ba. Dạ. Tại sao anh không chọn phụ nữ mà anh chọn giới tính thứ ba? Tại vì đi lô tô rồi quen rồi. Trời ơi. Hay là mình không có điều kiện hay sao mình quen giới tính đó? Cái mình cũng suy nghĩ cũng kiếm bạn trong năm đó mà không có điều kiện không có. Mình khổ mà nó nhà mồ nó không có gái vợ đâu có thương mình nghèo đâu. Hiểu rồi. Cho hỏi câu tới chuyện tí ha. Dạ.
là sao mà anh như là cái người bạn đời của anh đó là giới tính thứ ba, hiện tại bây giờ là còn sống với anh không, như thế nào sao không? À, như là cặp nhau ở thôi. À, cặp nhau ở thôi ha, thỉnh thoảng ghé thăm ha. À, mỗi lần thăm vậy là mình về đây hay sao, cơm nước ở đây luôn hay sao, hay là chỗ ổng, khác lâu lâu cũng ra. Ổng hả, sao kêu mình ổng không, kêu mình em đi cho nó thân thiện. Thôi ổng cũng lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi hả? Sao mấy rồi hả? Mấy là 70 chứ. Ồ ồ phải cũng lạ lẫm ha anh chị. À, đó giờ Nguyễn Giang chia sẻ đó giờ cũng rất là nhiều người lang bạc sống vô gia cư. À, hôm nay là cũng một cái trường hợp này rất là đặc biệt luôn. Đặc biệt. À, thì cái giới tính thứ ba của anh là cũng như là chọn giới tính thứ ba, anh nói là không có điều kiện để tìm một người phụ nữ để mà sống trọn đời, thì anh mới chọn giới tính thứ ba là sống với cái em đó là cũng 70, gần 70. Trời ơi, vậy mình thấy vui hạnh phúc như thế nào không? Cũng bình thường, cũng vui vẻ thôi. Vậy mà mình không có ở chung ở đây sao? Dạ, lâu lâu rồi ổng ghé lần nào. Mỗi lần ổng thăm gì ổng có cho tiền không? Ngủ một đêm thì ổng 100, 200. Trời ơi, ngủ một đêm cho 100, 200. Vậy là cho mình để mua gạo không hả? Ừ. Mua đồ ăn nữa. Thấy cũng cũng lạ lạ ha. Để cho em hỏi tí nữa, tại sao mà ảnh không em đó chứ, lộn. Quên, em đó không có cho vốn anh bán số sao? À, ông cũng khổ nữa, ông cũng khổ nữa hả? Lớn tuổi rồi, đâu có. Bữa nào đi có dịp ra mắt bữa coi. Thấy cái mối tình của anh thấy làm như là mình thấy nó ngộ nghĩnh, thấy nó đặc biệt. Hi hữu đặc biệt. Ừ. Ha. Dạ. À, nói chung là anh em cũng đến đây cũng chia sẻ cho anh ha. Dạ. À, nghe anh nói là cũng ở đây 8 năm rồi. Dạ. Cấp trước là đi đoàn lô tô. Dạ. À, hiện tại bây giờ cha mẹ nói chung là cũng khó khăn nữa, dạ, thất lạc nhau nữa, thì dạ, chọn cái nhà mồ để anh ở. Dạ. À, công việc của anh là công việc tự do, bà con người này nói chung là thấy cái gì tặng đó. Dạ. À, cũng mong muốn là đi thế giới mình bán số không. Dạ. À, mỗi khi anh đi như vậy là có phương tiện như thế nào sao không? À, đi lô bộ. Đi lô bộ không hả? Dạ. Ôi, còn nghiệp không? Đâu có xe đạp gì chạy luôn hả? À, xe đạp không có. À, cho em hỏi một câu tí diện tí ha. À, mỗi khi như vậy đó, giới tính thứ ba của anh đó, bà con có biết điều này không? Không, không ai biết đâu. Không biết rồi. Bộ ổn trẻ thôi. Thế ông ơi ghé hoài không? Không ai biết ha. Dạ. Nếu có người biết là sao, anh có như thế nào không? bình thường à, đó đúng là cái tâm lý nói chung là mình đã chấp nhận với nó. Dạ. Mình thấy nó cuộc sống của mình sống cho mình. Dạ. Mình thấy nó thoải mái, mình thấy nó vui vẻ. Dạ. Ha. Dạ. À, mình vui ha. Dạ. Không có nghĩ ngại gì ha, nghĩ ngại đó thì đó ok rồi ha. Dạ. Đúng rồi. À, anh có thể cho phép tụi em như là tham quan cái chỗ của anh nha. Dạ. À, chỗ ngủ của anh như thế nào đâu. Dạ. Chỗ của anh đâu. À, chia sẻ cho mọi người ha. À, xin mời. À, còn là những cái mộ không mà ở đây em có hai con chú chó rất là đẹp. Đó là cái gì vậy? Cái đó cơm khô hả? Cái món gạo hả? Cơm khô. Rồi ở đây là ông Tài Dương, rồi ông Địa Dương. Dạ. Của anh thờ đó hả? Dạ. Rồi bên đó là cái mùng mền hay gì? Mùng mền. Trang bị bao lô đúng không? Dạ. Ôi thấy cũng ngăn nắp quá ha. Sạch sẽ chứ. Chia sẻ cho bà con ha. Đây là cái gì? Thầy em cùng với Nguyễn Giang đây, chia sẻ cho bà con xem ha. Thật. À, thành đây mình nên. Ôi ôi. Đó còn muốn anh thấy hả dạ? Dạ, thấy ngoài đồng ngoài sáng. Ừ. Rồi để khám phá tí ha. À, thấy cái chỗ trời ơi. Ấm lạnh gì? Ngủ gì đó hả? Dạ. Trời trời. Ôi ôi, cái bụng đó hả? Dạ, bụng đó. Tối rồi anh chui đây. Anh chui vô đó ngủ. Trời đâu chui vô thử cho anh xem coi. Anh đưa kẹp kẹp cái đây. Có chừng chúng. Trời ơi, sao đâu? Nằm sao? Rồi không có trải chiếu gì luôn hả? Không. Thả cái mông xuống hả? Dạ, thả cái mông xuống. Sao không có chiếu gì chứ, lạnh đâu, chết đâu, sao? À, chưa, để coi khám phá anh ra. Nè, cái mùng nó đơn giản ha. À, gắt hết được trời ơi. Trời ơi. Sao mùng gắt hết rồi? Chó nó xé. Trời ơi, anh có muốn như là có mùng mới, cái mình mới như thế nào không? Dạ, muốn. Muốn không? Dạ. Rồi, để cái gì tôi xử lý cho anh nha. Dạ.
Còn ở đây vật dụng ở đây anh còn thiếu gì không? Dạ đủ hết trơn rồi. Đủ hết hả? Rồi ra ngoài đi anh. Xin phép anh đó nha, chứ không phải là bắt buộc anh. Dạ. Anh cho phép rồi mới sinh hoạt cái chỗ cũ anh như thế nào đó ha. Dạ. Quần áo đây phơi đây. Dạ. Đó là cơm khô đúng không? Dạ. Phơi làm gì? Phơi làm gì á? Cho hai đệ tử. Cho hai đệ tử là hai con cún đó hả? Dạ. Rồi có thăm ha. Nuôi hàng cún ở đâu bạn nuôi đây? Nuôi hàng cún nhìn đá chứ bộ. Nè, nuôi à. Đá bạn anh đó hả? Dạ. Có nhiều đồ không? Có. Mấy cái đồ này đồ gắt hết rồi, cũ hết hả? Này đi đồng. Ủa đi đồng là sao? Bạn mình đi chăn lưới rồi ai mướn gì rồi bạn. Có lưới không? Dạ, có hai tay lưới gắt của người ta cho. Tội nghiệp biết trời. Cái mùng đó là sao? Dạ, của hàng cún. Của hàng cún, anh cái mùng riêng. Dạ. Tối dằn mùng cho cún ngủ nữa. Dạ. Trời ơi. Đây, coi câu bả nè, câu bả nè, con cái mặt bác kìa. À, cái trường ơi, hi hữu quá. Hi hữu. Thấy anh cũng hiền ha. Ừ. Nãy giờ anh Linh thấy anh sao? Cũng rất là hiền. Ừ. Mà giờ cho em hỏi cái tế nhị ha. Ừ. Cuộc tình của anh với cái người kia đó là anh là đóng vai chồng hay là vợ? Không biết người nào chồng, không biết nào vợ. Tại vì ông này ông lớn tuổi rồi, chỉ là quan hệ với nhau ổng thích mình thì mình cũng thích ổng thì quan hệ. Như là để hỏi là anh Liêm hỏi là cái câu hỏi anh trả lời là rõ ràng như là anh là thích nam hay là thích nữ? Anh đóng về nam hay đóng về nữ? Nữ, nam hay nữ? Đóng về nam hay nữ? Nam. Ờ, thì nam. Thấy ngộ ngộ, không phải chiếc bóng. Ngồi xuống nha, ngồi xuống đi. Không, cái đó vui vẻ thôi nha anh. Dạ. Nếu ở đây anh bán số như là tạo cái điều kiện cho anh á, thì theo như anh là anh bán khoảng nhiêu tờ? Dạ, 100. 100 tờ hả? Rồi. Thì để anh ghi nhận ha. Dạ. Để giúp cho anh, nói chung là anh cũng chia sẻ rất là nhiều những người lang bạc, dạ, sống bờ bụi. Dạ. Mình thấy cảm giác cũng như là họ giống như là khó khăn quá. Dạ. Hoặc là gia đình nghèo quá. Không khả năng mỗi ai mỗi hướng. Thì anh thì ở đây 8 năm. Thì anh cũng mong muốn được cái vốn để anh bán số. Dạ. Nhưng mà để em sẽ đi nhận cái việc đó ha. Dạ. Anh bán ví dụ anh đi như vậy đó, rồi anh đi bằng bộ hay đi như thế nào hả? Đi bằng bộ được anh ơi. Bán bộ thì ai cũng biết em chứ. À, ai cũng muốn cậu nhiều chứ đó. À. Tại vì ở đây ai cũng biết cho nên em đi. Dạ. Bộ bán được rồi. Dạ. Rồi buổi sáng này là anh tự nấu cơm anh ăn hay là anh xin? Dạ, cơm ăn tự nấu. À. Rồi cái nồi đó là sao? Cái nồi đó nồi thịt. Thịt nó là mua hay là sao? Của bà Tám hôm nay bà cho. Rồi, ở ai sớm ta cho nữa hả? Dạ. Rồi, cũng quý ha. Dạ. Ừ. Rồi cái gì? Em thấy là ở nơi này đó, theo như anh Liêm đó. Anh Liêm dám ở không? Không dám mà. Ở sớm này ai cũng nói em gan á. Ai cũng nói mời người, nói mời luôn á. Ừ. Mà hỏi thiệt chứ anh ngủ đây anh có thấy gì không? Dạ hồi trước thấy, sau này cái ông sửa nhà mồ đấy không thấy gì chứ. Ừ. Anh cũng xin ha. Dạ. Nói chung là khó khăn quá là ông bà đất đai dựng chặt nơi này. Dạ. Ta thấy người ta cũng không có xua đuổi anh. Dạ. Cũng cho anh tá túc. Có như là sau đó thì anh vợ dọn vệ sinh. Dạ. Cái khu này cũng được ha. Dạ. Chắc sạch sẽ chứ. Mỗi khi như vậy ta chiều tối hoặc là cái gì đó anh có thắp nhang cho những cái ngôi mộ ở những cái bách mộ này không? Có. Đó là nhang của mình hay là nhang chủ đây? Nhang của em mua. Vậy ở đây ông chủ không có đưa nhang cho mình. Đấy, thương minh đồ bả vô bó cúng mua bó nhang nhỏ cái bà đại đó rồi. Dạ. Suốt năm là của em mua không á. Làm có tiền lại mua bó. Chắc có lẽ là hôm nay là có duyên lành gặp được anh. Dạ. Đó là nhiều khi á bên ngoài á chắc có lẽ không thấy anh đâu. Dạ. Anh núp ở phía trong, phía sau ngủ, giờ sinh hoạt ở phía sau không? Đúng rồi, đúng rồi. À, khó thấy ha. Rất là khó thấy anh. Tại cái đường này anh cũng đi rất nhiều. Lúc trước anh hay ra lang thang đi ngang đường này lắm. Lúc trước là chia sẻ cái ông tài năng mà ông chạy xe đạp ở khu này. Bữa hôm ông dồn thấy đồn thôi nhưng mà thấy người. Nhưng mà hôm nay có dịp đi ngang nữa, mình cũng tò mò nữa, đi cùng với anh Liêm hai anh em lang thang. Đó thì cũng mạo hiểm. Cũng vô đây để mà coi trong này có ai trong này không. Dạ. Thì cũng táo quả là anh ở trong này. Dạ. Tại vì nãy giờ
trò chuyện với anh cảm giác cũng như là thấy anh có một cái điểm nào đó cũng như là mình thấy nó thương thương cũng hiền ha, hả Liêm? Đúng rồi, hiền. À, thôi đi bây giờ ha, em cũng không biết sao giờ. Anh muốn bán số không? Chừng nào anh bán? Chừng nào có tiền anh bán. Có tiền đi bán ha. Chắc có lẽ là em chia sẻ thêm một chút nữa. Để muốn bán số thì tạo điều kiện cho anh nha. Bán được thì cố gắng. Rồi, em cũng tiếp tục chia sẻ anh nữa để cho anh có còn thiếu thốn cái gì nữa không, để anh bán được như thế nào không ha. Để em biết, để em chia sẻ thêm nữa cho bà con thấy anh về cuộc sống. Những người giống như là anh thật thụ là vô gia cư rồi, đúng không? Giấy tờ hiện tại giờ không có luôn thôi. Thì lúc mình ở đây á, có như là như là chính quyền á, có đến đây là thăm sức khỏe anh chưa? Bên nhà trọ gì công an nó vô bằng điểm đó, nó kiểm này kiểm kia, còn bên em là công an biết rồi. Cũng thông cảm ha. Dạ. Tại mặt công an là để ta biết em ở đây lâu rồi, thứ hai nữa em không có phá phách. Đúng rồi. Thì người ta không có, ta nhìn lầm lơ thôi chứ ta không ấy. Nếu mà mình có cái hành động cũng như là gây rối, dạ, chắc có lẽ mình không ở được 8 năm đâu. Dạ. Theo nhận định tại lúc đó Nguyễn Vàng cũng chia sẻ một cái nhân vật ở ngoài Hà Tiên đó, sống trong một cái bụi lùm bụi cây đó, gia đình đó ở cũng 4 năm bây giờ anh là Nguyễn nhớ đó. Thì nói chung là cuộc sống họ không có giống như anh, cũng có gia đình, còn anh thì ở mình. Anh rất là hiền, cũng không quậy phá gì bởi vì ta cho ở. Còn anh cũng giống như vậy nữa, thì bởi vì cũng có cái vấn đề gì đó mình mới ở được lâu, tốt mới ở được lâu, đúng không? Mắt anh là bị cái gì đó, anh thấy con bên đó là nhỏ em ở với bóng á. Ủa, nó đừng dừng sợ sợ từ đó. Cái từ giới tính thứ ba, giới tính thứ ba đi, hoặc là LGBT đi. Rồi cái em ở với nó đó, rồi cái nó ghen, nó ở bên quốc bên đó, nó ghen cái nó em nó cầm cái dao á, nó đâm nhỏ kia rồi được. Em mới nó mới em mới né nghe nó né nghe chút rồi vô khúc thì mà hư mắt luôn. Không có hơn cái mấy người năm đó sau. Là cái người khác chứ không phải là cái người U70 hả? Nó đó. Ồ, ghen dữ vậy đó hả? Nó ghen. Ôi trời, thương dữ vậy. Dữ ta. Quốc cái gái đây vô cút rồi nè. Rồi tới bây giờ còn ghen không? Cấp đó em đi đoạn lô tô rồi ấy nó bán. Nó bán bên Bích Xê, còn em bán trên dòng Na Cha. Vậy hả? Ghen vô lắm. Rồi bao lâu vậy là cái người kia mới ra đây thăm anh? Ông thôi lâu rồi. Sao nãy? Đó là đây. Bây giờ còn hớ rồi. Còn mà kiểu mà ổng tùm lum hết trơn á. Ổng tại ổng thích anh á, dịnh đến với anh, còn ổng thích anh á là cái thằng khác. Rồi rồi, vậy là ổng giống như là ông sợ bằng luôn đó. Sợ bằng ơi. Ừ, sợ bằng luôn đó. Ôi. Còn ông phái cái thằng mừng lắm. Ông tới người đó còn ông phái rồi. Rồi anh đặc điểm gì mà anh phái đây? Hiền hết sao? Không biết ông làm gì, không biết ông ghiền em chứ tới em có ghiền ông đâu. Cũng còn mọi câu chuyện của anh đó, bữa nào cho phép anh em gặp ổng bữa nghe. Ôi được đâu anh ơi, nó nói cho ổng lâu lâu á, ghé ổng bây giờ ổng kiếm cho ngộ, ổng có con có cái có cháu nội cháu chắc luôn mà ổng kiếm trai tơ không à. Ông có bà này ông ở biết nhiều người luôn rồi đó. Mà điều kiện ông giàu có không nó gì làm đâu, khó khăn có làm đủ không có làm gì chứ á. Con đi làm công ty